bắn làm kiếm, chúng ta làm được đó. Trái này sáu học luôn. Thơm lắm các bạn. Khắp lấy hai trái luôn các bạn. Đó, bên trong vàng ươm luôn. Ok, thì anh cứ thông nhất đi, còn bình thường ra thì anh em mình vào thôi, mình vào đấy mà mình nâng giải lên thì mình hay. Đấy. Đấy, không mình nghĩ là thông báo thì xong thì nó không hay lắm ấy ạ. Mình vào là mình đi lúc đánh đi, nó mình đi đơn giản lên thì mình vui ấy nhỉ. Đấy, đấy. Ok, thì đấy thì mình lúc vào đánh đi là mình đi vào căn để thông báo đơn giản lên thì mình vui, hiểu chưa? Đấy. Cách lấy sầu riêng rất là hay các bạn. Đây là hai trái đây. Hai trái ba hộp. Thêm một trái nữa các bạn. Anh chạy mua ba trái luôn. Nhà mình có chồng hả anh? Ở nhà mình có chồng à? Ở miền Tây chuyển ra. À. Chuyển ra ở Quảng Ninh nhiều lắm. À dạ. Đó, anh trai mua 4 trái luôn các bạn. Quá đã. 6 ký 8.
À, mỗi lần ăn sầu riêng ăn vậy mới đã các bạn. Đó, mình chạy qua bên trực diện luôn. Gửi về quê hả anh? À. Ba về quê. À dạ. Ba về Phương Ninh. Dạ. Đi máy bay. Này mấy người ở ngoài quê có được cái này mừng vui lắm á. Vua vua trái cây mà. Đúng vậy, hoài nhanh nhiều lắm. Dạ. Đó có ngoài là mình trồng đâu được á anh? Nó dập gai. Cái này đi đi cơm này nè, đi cơm này đây nó ăn ngon nhất này. Cơm này vô đây nó mềm mềm lắm. Đây nó mềm tí. Cơm cũng qua đây đó nó chảy nước ra. Xong rồi quán bàn co là các bạn. Để đi máy bay. Cơm nó vừa được. Cơm nhiều quá nó vừa. Cô cái muối ra rất là đẹp. Rất là sạch các bạn. Sáu hộp. Đây là cái này là quán măng co là thôi các bạn. Đây. Tăng thêm cho vị khách nửa muối. À đợi xíu em nha. Khách tới luôn các bạn. Khách luôn rồi chân. Vô trong nè em trai.